có một món ăn làm từ trứng rất là ngon. Trứng là một trong những loại thực phẩm dễ chế biến, dễ ăn. Hàng ngày thì chúng ta dùng để chiên ốp la rồi chiên thịt bằm, hấp, luộc, chúng ta ăn cơm rất là dễ ăn. Hôm nay nhí sẽ hướng dẫn một cái công thức làm trứng sốt tiêu xanh rất là ngon. Bây giờ nhí xin mời các bạn cùng vào bếp để mình tham khảo cái cách làm. Nguyên liệu thì mình có chuẩn bị làm 10 cái trứng gà. Thì nhà bạn nào mà không có trứng gà thì mình có thể sử dụng trứng vịt cũng được tiếp theo thì mình có một ít hành lá cắt nhỏ nè mình sử dụng luôn cả cái đầu hành và bên đây thì hành tỏi bầm và mình có thêm một ít tiêu xanh khoảng 20g tiêu xanh thì cái tiêu xanh này các bạn cũng có thể dễ dàng mua ở ngoài chợ nha tiêu xanh khi các bạn mua về thì mình rửa sạch sau đó các bạn cho cái tiêu xanh này ra một cái bịch nè mình sẽ đập cho nó dập và nhí có giữ lại một ít để mình trang trí Mình đập như vậy thì mình làm cái nước sốt tiêu xanh lên nó sẽ rất là thơm. Còn nếu các bạn để nguyên cái hộp thì mình làm lên thì nó không có thơm nha. Bước đầu tiên thì mình sẽ đi nấu cái phần nước sốt trước. Sau đó thì mình mới làm cái phần trứng. Mình sẽ xào cái hành tỏi với tiêu xanh với lại một ít dầu. Và mình xào lửa vừa phải để cho cái phần tiêu xanh này nó dậy cái mùi thơm lên. Và lưu ý khi các bạn xào làm sao cho cái hành tỏi này nó vàng là được nha. Sau đó thì mình sẽ cho vào đây là một vá ăn lẩu nước và một vá nước mắm. Thì nhà mình thì sử dụng cái nước mắm có độ đạm là 20 độ. Sau đó mình cho thêm vào đây một ít bột ngọt, hai muỗng tương ớt, hai muỗng đường, một ít tiêu. Bây giờ thì mình sẽ nấu cho cái hỗn hợp gia vị này nó hòa tan lên, nó sôi lên thì mình sẽ tắt lửa. Sau đó thì mình sẽ đi xử lý cái phần trứng nha. Với cái món này thì mình sẽ sử dụng là trứng chằn. Thì à, các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 1 lít nước. Thì à, nhà bạn nào có rượu trắng thì các bạn cho vào đây cả khoảng tầm à, 3 muỗng ăn canh. Rượu trắng, rượu đế hoặc là rượu nếp cũng được. Sau đó các bạn cho thêm vào một ít muối. Và cuối cùng là các bạn cho vào đây cả khoảng 100 ml giấm. Thì mình sử dụng giấm gạo, các bạn có giấm trắng hoặc giấm nuôi thì mình sử dụng cũng được sau đó thì mình sẽ quậy đều lên và mình mở lửa cho cái nồi nước này nó sôi bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị trứng thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái chén sau đó mình đập trứng vào lưu ý mình đập đừng cho nó bể cái lòng đỏ nha như thế này là được rồi nè bây giờ thì khi các bạn đợi cái phần nồi nước này nó sôi thì mình sẽ giảm lửa thiệt là nhỏ các bạn để ý cái nồi nước không còn tim luôn là được nha nó chỉ nóng thôi sau đó các bạn dùng cái muỗng các bạn tạo một cái vòng xoáy nhẹ như thế này nè để khi mà mình cho cái trứng vào á nó không có bị dính với đít nồi nha bây giờ thì nhĩ sẽ cho trứng vào nè khi mình cho trứng vào thì cái nước nó vẫn còn dòng xoáy thì nó sẽ xoáy như thế này nè các bạn và nó giúp cho cái trứng không có bị dính ở dưới và cứ tiếp tục thì các bạn tạo dòng xoáy nữa và mình cho trứng vào thì cái trứng này tùy vào các bạn muốn ăn sống hay ăn chín nếu các bạn ăn la cốt thì nó tầm khoảng một phút. Còn nếu các bạn ăn hồng đào thì khoảng 2 phút nha. Để cho cái món trứng sốt tiêu xanh này ngon thì mình sẽ nấu trên bếp một phút thôi. Để cho cái lòng đỏ bên trong nó còn mềm mại khi mình ăn nó sẽ rất là ngon. Sau khi mà các bạn canh theo yêu cầu của mình thì mình sẽ dùng một cây vợt hoặc là một cây vá lược á. Mình vớt trứng ra như thế này và mình cho ra một cái dĩa. Đây các bạn nhìn rất là ngon thì lúc này mình sẽ đun sôi cái nước sốt tiêu xanh lên và mình cho trứng vào bạn nào muốn ăn chín thì mình đun hơi lâu khoảng 2 phút theo mình thì cái món trứng sốt tiêu xanh này mình ăn làm sao mà khi mình cắt cái phần trứng ra bên trong cái lòng đỏ nó còn mềm nó chảy nước như vậy thì rất là ngon và rất là ok nha bây giờ thì mình sẽ chở qua trở lại để cho cái trứng này nó thấm cái nước sốt nó sẽ đậm đà và nó sẽ rất là ngon sau đó thì mình sẽ cho thêm một ít hành lá như vậy thì cái món trứng sốt tiêu xanh đã xong rồi các bạn món này các bạn ăn một lần là nghiền luôn nha người lớn hay em bé đều ăn rất là phù hợp và bây giờ thì nhí sẽ cho ra dĩa để mình trang trí nha sau khi mình cho ra đĩa xong thì mình trang trí thêm một ít ngò rí như vậy là xong rồi đó các bạn món này thì mình ăn với cơm hoặc là các bạn có thể ăn với bánh mì cũng rất là ngon. Đây là món trứng sốt tiêu xanh. Nếu các bạn yêu thích cái video này thì nhớ nhấn like và giúp nhí chia sẻ cái clip này cho bạn bè người thân mình được xem. Và bạn nào lần đầu tiên đến với kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh. Các bạn nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất khi nhí ra video nha. Bây giờ thì mời các bạn cùng ăn thử nha để coi cái cái món ăn này nó có cái hương vị như thế nào. Rất là hấp dẫn món này mà mình cắt cái trứng ra sau đó cái lòng đỏ nó chảy ra như vậy thì rất là tuyệt vời mời các bạn khi mình ăn thì mình cảm nhận được cái món này rất là ngon đầu tiên thì cái nước sốt nó rất là đậm đà rất là thơm mùi tiêu xanh riêng cái phần trứng thì rất là mềm mại nè và cái lòng đỏ thì rất là béo luôn ok nha các bạn các bạn có thể làm thử cái công thức nhí chia sẻ để mình trải nghiệm còn bây giờ thì nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye các bạn.